Người tốt thì chừng nào mới kết hôn được? Thì em có nói là nếu mà mình tìm hiểu tới cái thời điểm nào đó thấy hợp thì kết hôn. Nhưng mà thấy được người tốt là cần thời gian bao lâu mới được chứ? Có cái thời hạn 6 tháng đến 1 năm. 3 tháng là nhanh quá. 3 tháng thì hơi nhanh đúng không? Rồi, mời em ngồi. Rồi, em giới thiệu đi. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh. Em tên là Đông Phương, hiện nay 25 tuổi, sinh ra lớn lên thành phố Hồ Chí Minh. Phương đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên một phần sản xuất của công ty linh kiện điện tử ở quận 9 chị. Bạn trai? Dạ, em tên Lê Đức Phượng, hôm nay em 31 tuổi. Em làm công nhân của công ty Yuki Việt Nam. Em quê quán ở Đồng Tháp. Đồng Tháp? Dạ. Bên kia Đông Phương, bên đây là Đông Phượng. Phương, giới thiệu về bản thân mình xíu, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Em có ưu điểm là hòa đồng và vui vẻ, thích đi chơi du lịch đây đó. Khuyết điểm của em là hay nóng tính, lại hay quên đó chị. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em mới tìm hiểu được hai người mà không có hợp nên không tiến tới được chị. Vậy là chưa có mối tình chính thức? Dạ. Bạn trai bên kia mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chị ơi. Mà chính thức hay là không chính thức? Dạ chính thức. Một mối tình 3 tháng, một mối tình 6 tháng. Trời ơi, dài quá vậy. Dài quá. Dạ. Điểm mạnh với điểm yếu của bạn là gì? Em thì người biết lo làm ăn, sống có trách nhiệm. Và về văn nghệ thì em biết hát chút xíu. Đâu, hát thử xíu coi. Hát luôn hả chị? Ừ. Em xin hát bài Gõ Cửa Trái Tim tặng bạn nữ bên kia được không chị? Rồi. Em cũng mong rằng bạn bên kia mở cửa luôn. Thôi hát đi, hát lớn tao mở dạ. cửa. Gõ cửa trái tim vang em đừng vào. Dù tình xót xa chung thân nguyệt đào. Ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn ngóng tình anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ. Ngò hồn tay tê nắm cánh thần thờ. Nhìn lòng mắt sang tơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhốt anh trong đời chờ. Bạn gái Phương cảm nhận giọng hát của Phượng như thế nào? Dạ, nói với dạ luôn. Ủa sao vậy? Hay quá. À vậy hả? Dạ. Em hát tặng lại ảnh. Dạ em hát dở chị. Hát dở lắm hả? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một người bạn trai là biết quan tâm, lo lắng, biết lo cho gia đình sau này á chị. Còn cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích là hay lăng nhăng, lại hay động tay động chân á chị. Có vũ phu không em? Dạ không. Phượng? Dạ không có chị ơi. Còn về ngoại hình em? Dạ em thích là người bạn trai phải 1m65 trở lên chị, dễ nhìn, biết ăn mặc vậy thôi chị. Bạn trai cao bao nhiêu? Dạ đúng 1m65 luôn chị. Có điều gì có ngoại hình em có cái gì không thích không ở người bạn trai? Dạ bụng bự, đầu hói, hô em không thích. Bụng ba cái đó có cái nào không? Có không? Tự chân khai thật đi, đi khỏi. Tự khai đi. Dạ không có. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tìm hiểu chính thời cơ thì mình tiến tới được chị. Chính thời cơ là sao? Là tới cái thời điểm mà chín mùi. Chín mùi á ha. Thời cơ chín mùi. Bạn trai, bạn sẽ tìm người phụ nữ như thế nào? Dạ nói chung là về ngoại hình thì khoảng chừng 5 nút là được rồi. 5 nút rồi. Rồi làm cờ bạc đây nữa, 5 nút là sao? Tại vì nhiều khi mình không biết tả làm sao, tả vậy trung bình được chị. Ví dụ như giờ tôi là được mấy nút? Theo chị như bạn chơi bạn chị chơi là em 3-4 không? Không, chị cũng được 7 nút rồi. 7 nút hả? Dạ. Chứ là em ít chứ con gái chấm ai mà cao hơn 7 nút lắm chị. Vậy hả? Chị 7 nút là chị cao rồi đó. 7 nút là cao rồi hả? Trời ơi, hú hồn hú vía. Thôi được rồi, để nói cho bạn gái bên đây yên tâm, bụng không bự, trán không hói, miệng không hô. Hót vô rồi. Bây giờ nếu như được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Thì khoảng chừng 3 hoặc là 6 tháng. Trời ơi, gì lẹ vậy? Vậy chứ đám cưới mà ông làm giống như đi chợ vậy. Chứ nhiều đó là đủ rồi chị, nhiều khi quen lâu quá 6 năm mà cũng đâu có cưới đâu, 6 tháng được rồi. Em mà được là tới luôn. Đánh nhanh rút gọn đúng không? Dạ đúng rồi. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ cũng có dư đựng ít hả, chứ không có nhiều. Lấy nhau về ở đâu? Dạ chắc ở trên này luôn quá. Trên này hả? Dạ làm ăn trên này. Rồi vậy được rồi ha, vậy chuẩn bị đi ha. Dạ. Được, được là cưới luôn á em. Rồi để anh Quang coi đàn gái thế nào. Chị làm em hoang mang quá.
Ồ, chào cô gái xinh đẹp. Anh bên đây đúng là dân miền Tây ở Đồng Tháp á. Chân thật lắm, nghĩ sao nói vậy à. Cũng hài hước lắm ha. Dạ. Giờ thí dụ như 6 tháng anh tiến tế luôn được không? Dạ, 6 tháng thì được, mà 3 tháng thì hơi nhanh. Đúng rồi, 3 tháng hơi nhanh. 3 tháng sao chuẩn bị kịp. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh muốn em về Đồng Tháp làm dâu được không? Dạ, cũng được. Cũng được luôn hả? Dạ. Dễ vậy. Rồi, cô này dễ dễ dàng với em trai ơi. À, em có đòi hỏi bên đàn trai phải như thế nào với em không? Về nhà phục vụ, nấu cơm, giặt giũ rồi lo cho con cái hay gì không? Cái đó em nghĩ là bổn phận của người vợ nên làm được. Làm được hả? Dạ. Quá hay. Em không thích bạn trai như thế nào? Dạ, nãy em nói là vũ phu. Vũ phu ngon rồi. Với lại có tính làm dê. Dê? Trời ơi, nãy em nói sớm tôi qua tôi hỏi. Nhưng mà dê em được chứ? Không, dê mấy người kia nó ghê em nói gì. Kinh nghiệm của em làm sao để phát hiện ra người đó là dê? Ánh mắt á anh, nó liên, mắt nhìn nhân vậy. Ta liên qua liếc qua liếc lại hả? Không, anh này anh dòm, anh liếc để anh chấm điểm, anh cho nút không à, chứ anh đâu có dê. Anh này cũng dễ thương, hát nổi da gà luôn hả? Nổi da gà thiệt. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ em đi với chị dâu với bạn thân. Rất ổn. Dạ, chào anh Nguyễn Linh với chị Cát Tường. Rồi, em thấy em trai bên kia làm sao nè? Dạ, dễ thương. Dễ thương? Dễ thương chỗ nào? Thấy cách nói chuyện giống như là chững chạc vậy. Ừ. Em nhìn thấy hai bạn này có thể phù hợp với nhau không? Dạ có. Rồi, cảm ơn em. Phượng đi với ai Phượng? Dạ hôm nay em có đi với ba em với bốn người bạn làm chung. À, có ba nữa ha. Dạ, được. Chào bác. Chào bác. Sao bác đánh giá thế nào về cô con dâu tương lai của mình? Dạ, xin chào chương trình, chào toàn thể khán giả. Chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Tôi từ Đồng Tháp mà nghe con nó tham dự chương trình này đó. Dạ, cũng vui lắm. Tại vì con mình cũng lớn tuổi rồi, thời gian không chờ ai hết. Dạ. Nếu mà đến với nhau thì tự nhiên tình cảm nó sẽ dung dáng cho nhau, chứ mình không có nói trước được. Dạ. Tôi khuyên một câu là nếu thấy như nhau tương đối được thì đến với nhau tìm hiểu nhau. Chứ 60 năm cuộc đời nó ngắn lắm. Dạ. Trời ơi, chịu chơi quá. Trời. Nè. Chú ở dưới Đồng Tháp chú có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ, xem hoài luôn. Vòng bà con thích chương trình này không? Dạ thích. À, chương trình này là một cái tiến bộ của xã hội mình. Dạ. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Do bạn đó nha. Chăm sóc thế nào cô gái? Cô gái rất xinh. Rất vui được gặp em. Chúc em luôn luôn vui vẻ và xinh đẹp. Em thấy anh sao? Cũng được. Dễ thương. Hát hay. Chấm cô mấy nút? Này khó nói quá chị. Sao gì đâu khó nói. Nói thiệt luôn đi. Lỡ em chấm hơn 7 nút rồi chị sợ chị buồn. Không, chị không có buồn. Em chấm chị cho vui thôi chứ thì em chấm nhiều chị cũng đâu quan trọng. Vậy chắc bạn này chắc 6 nút rưỡi. Trời ơi, không dám cho 7 chứ còn rưỡi. Có bà Mai đây mà. Nể chị Cát Tường á, sợ chị Cát Tường buồn có gài trước chân rồi. Chân thật dễ sợ. Anh có cảm nhận về em không? Thì hơn cả sự mong đợi. Cảm ơn. Tính kiếm có 5 nút à, mà được 6 nút rưỡi là hơn cả sự mong đợi. Thì thường thường em làm gì ca nào hay là đi hành chánh không? Dạ em đi ca. Chủ nhật có được nghỉ không? Dạ có. Vì chủ nhật mình sắp xếp mình gặp nhau hoặc là những ngày khác thì hai đứa đi ca hết thì cũng có thể gặp nhau được. Dạ được. Nếu mà em gặp được người tốt thì chừng nào em mới kết hôn được? Thì em có nói là nếu mà mình tìm hiểu tới cái thời điểm nào đó thấy hợp thì kết hôn. Nhưng mà thấy được người tốt là cần thời gian bao lâu mới được chứ? Có thấy thời hạn? 6 tháng đến 1 năm. 3 tháng là nhanh quá. Ừ, 3 tháng thì hơi nhanh đúng không? Nếu mà mình cưới nhau thì em thích mấy đứa con? Dạ, 1 đến 2 đứa là được ạ. Anh cũng nghĩ vậy. Thích trai gái? Trai gái cũng được anh. Em dạ. Hỏi bạn kia kìa. Nói một câu cuối cùng được không anh? Rồi cô cuối cùng đi. Rồi. Kêu em tỏ tình thì em không biết. Nhưng mà nói câu để bạn gái suy nghĩ thì em nói được. Rồi nói đi. Câu này nghỉ 8 tháng rồi đó. Nói chung là anh không giàu có, cũng không đẹp trai và cũng chẳng có địa vị gì ngoài xã hội. Nhưng nếu em quen anh thì những gì tốt nhất của anh sẽ thuộc về em. Thấy mặt nó có dê. Coi kỹ đi. Sao? Không biết gì. Sao không biết? Em thấy người đối diện thế nào? À, nhìn sáng với lại hiền dễ thương. Thích không? Dạ chút chút. Chút chút. Vậy được rồi thôi.
thấy mắt có hơi láo liên đó nha. Về cẩn thận để anh dê mình thôi, không có cho dê tầm bậy tầm bạ nha. Rồi chúng ta để tay nút bấm đó các bạn. Chọn hay không chọn quyền quyết định các bạn. 3 tiếng đếm chúng ta sẽ biết điều đó. 1 2 3 Hết thời hết gian. Thời gian. Ủa em có bấm mà chị? Ủa em có bấm mà chị? Hồi hộp không? Hồi hộp. Quá hồi hộp luôn. Đứng tim luôn không? Nếu mà cổ không bấm thì sao? Thì hơi buồn một chút chị. Nắm tay nhau đi bạn. Hùng đấy. Thôi được rồi. Quy, đó là quy định. Kỷ niệm luôn không anh? Đúng rồi. À, đây là vé xem phim ở hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là hạnh phúc.